Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Ngọc Xuân Lãm. Và những sản phẩm em lên đó, anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về cái Zalo 0913330469 hoặc là số điện thoại cũng là gốm Nhật Xuân Lãm 0913 luôn nha anh chị, 330469. Và những sản phẩm anh chị mà không xài Zalo Facebook, anh chị cứ trực tiếp điện về cái số này. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube này. Và em sẽ lên một cái bộ này là bộ rượu nha anh chị, bộ rượu nha, bộ rượu sake. Bộ này là một cái bộ gì, đây là vẽ núi và vẽ cây. Cái này bình này là nó có hai bình nha anh chị, 2 bình 5 ly như thế này nha anh chị, 2 bình 5 ly. Rồi bộ này là 2 bình 5 ly. Bình này là 4 nha anh chị, miệng là 4 nha anh chị, và cao của mình là 20, cao của mình 13.5. Và cái ly rượu nha anh chị, ly rượu này đường kính này là 4 và cao là 5 nha anh chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 3. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 290k bộ này. 290k anh chị chốt cho em mã G55. 290k nha anh chị, bộ này đó, cái này là có chuyện đầy đủ nha anh chị, 290k G55 nha anh chị, G55. Anh chị những cái bộ này anh chị thích mua những cái dĩa chữ nhật thì đựng rượu thì báo giùm em luôn nha. Rồi em lên cái này anh chị, anh cái này là em có 5 chiếc nha anh chị, em có 5 chiếc như thế này. Em có 5 chiếc nha anh chị. Và hai bên này là hoa vẽ ngũ sắc nha anh chị, vẽ ngũ sắc nha. Cái này là đường kính này là 25.5 nha anh chị, và cao ngang là 10. Rồi mỗi cái này em bán cho anh chị với giá là rất là đẹp luôn nha. Mỗi chiếc này em bán cho anh chị với giá là 35k một chiếc thôi nha anh chị, 35k một chiếc. Cái này anh chị chốt cho em mã G56, mỗi chiếc chỉ có 35k thôi nha anh chị, G56. Hai bên này chị, hai bên là vẽ ngũ sắc nha anh chị. Và cái này là có truyện ẩn nha anh chị, truyện chìm nha. Đấy, 35k một chiếc G56. Mỗi một cái tô này là đường kính là 16 nha anh chị, và cao của này là 8. 16 cao là 8. Rồi tô này em bán cho anh chị với giá là 230k cái tô này nha chị, 230k. Anh chị chốt cho em mã G57 nha chị, G57. Rồi em cũng lên hai cái tô nha anh chị, hai tô này cũng ngũ sắc cho. Đây là ngũ sắc xưa nha anh chị, ngũ sắc xưa. Đây này con, đây. À, đó. Đó mấy thai cái có màu không? Màu xanh đó. Máu chỉ cái tay đó. Ngũ sắc xanh, vàng, ngũ sắc vàng. Lớn lên. Rồi em lên hai cái tô này nha chị. Tô này là tô ngũ sắc xưa nha chị, ngũ sắc xưa. Tô này đường kính 16 và cao là 8.5 nha chị, được miệng là 16, cao là 8.5.
Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 180k một chiếc. Anh chị chốt giùm em mã G58, 180k chị, G58 nha. Cái này là ngũ sắc xưa nha anh chị. G58. Rồi tiếp tục cái này là một ngũ sắc vàng nha anh chị, ngũ sắc vàng. Tô này là đường kính này là 20, cái này đường kính 18 và cao của này là 8. Rồi tô này em bán cho anh chị với giá là 250k. Anh chị chốt cho em mã G59, 250k nha anh chị, G59. Rồi em lên tiếp cái này, cái tô này nữa anh chị. Tô này là một cái tô đường kính là 20 và cao của này là 6.5. Tô này là một cái tô sơn thủy nha chị, vẽ tích người nha chị, vẽ tích người. À lộn, xin lỗi, vẽ tích nhà nha chị, vẽ tích nhà nha. Đấy, vẽ tích nhà. Và cái này là có triệu nha chị. Rồi cái tô này bán cho anh chị với giá là 400k. Anh chị chốt cho em mã G60 nha chị, 400k cái tô này, G60 nha. G60 400k. Rồi cái này là một cái này là dòng chén ăn cơm nha anh chị. Đó, dòng chén ăn cơm. Chén này là đường kính là 11 nha anh chị và cao của này là 5. Chén ăn cơm này hơi thấp hơn cái chén một xíu nha anh chị. Đó, thường thường cái chén ăn cơm mình là cái này là thường thường chén ăn cơm mình là 5.5, cái chén này có 4.5 nha anh chị. Rồi cái này em có 4 chiếc em bán cho anh chị là cái này là 150, chốt cho em mã G61 nha chị, 150k, G61. Rồi anh tiếp một cái tô này là tô mang tiêu nha chị. Đường kính này là 20 và cao của này là 7. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 100k. Anh chị chốt cho em mã G62 chị, nó là men tiêu chấm chấm như thế này nha chị, chứ không phải là nó là bị ố hay dơ hay bẩn gì đâu nha chị ha. 100k cô tô này là cốt men đá chị, cốt này cốt rất là nặng nha chị. Rồi cái này em có 5 cái chén nha chị, 5 cái chén, một cái chén màu xanh và một cái chén màu vàng nha chị, và một cái chén màu hồng, màu tím. Rồi anh chị, một cái chén màu tím, một hồng, một tím, một cái chén màu xanh lợt. Rồi cái bộ này em có 5 chiếc nha chị, em có 5 chiếc như thế này. Đấy, rồi bộ này em bán cho anh chị với giá này. Chén này đường kính là 12 nha chị và cao của này là 7 nha chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị 130k bộ này. 130k chị, vì nó hơi pha pha xíu mà đồ quán cỡ gì đó. 130k. Anh chị chốt cho em mã G63 nha chị, G63, 130k, G63. Rồi em lên cặp tô này. Cặp tô này là đường kính 18 nha chị và cao của này là 9. Rồi cặp này em bán cho anh chị là 170k cặp này. 170k cặp này, anh chị chốt cho em mã G64. 170k, G64. Rồi em lên cái này là tô nha anh chị. Tô này là tô xưa luôn nha chị. Tô xưa đường kính là 15.5 và cao của này là 7. 15.5 chị, cao là 7 nha. Rồi cái tô xưa này em bán cho anh chị với giá là 120k. 120k cái tô này, anh chị chốt cho em mã G66. 65. Dạ, xin lỗi, G65 nha chị. G65, 120k, G65. Rồi tiếp cũng là hai tô xưa nha chị. Hai tô xưa này là cái tô cốt rất là nặng nha chị, tô xưa.
Đó, nhìn là biết xưa, cái này là truyền đúng không chị? Đó, những cái dòng tô xưa này nó có một hai vết lỗi nha chị, một lỗi nha, lỗi phần sau anh chị, lỗi phần khu nha anh chị, lỗi phần khu, nói chung là không đáng kể luôn. À, đó. Rồi cái này anh chị, cái này có hai chiếc nha, hai chiếc. À, có một hai chiếc mà một đường kính, một cái chiếc này là nó bị dâm một xíu chỗ này ngay miệng nha chị. À, còn một chiếc chỗ này đường kính này là 16 và cao của này là 7.5. Cao của này là 7.5 nha chị. Đấy. À, à, anh chị bây giờ đây em bán, em bán riêng cho anh chị nha. Một cái chiếc tô xưa này. Đấy, một cái chiếc tô xưa này nha anh chị. Tô xưa này em bán 200k là cái tô xưa này, không ok, không bị vân tì vết nha anh chị. 200k. Đấy. 200k cái tô, anh chị chốt em mã G66. 200k G66. Rồi bây giờ này cái tô, một cái tô bị dâm như thế này nha anh chị, dâm một xíu chỗ này. Dâm một xíu chỗ này nha anh chị đấy. Truyền ký đầy đủ. Rồi cái tô dâm một xíu chỗ này em bán cho anh chị. Tô này là tô cốt nặng nha anh chị. 120k. Anh chị chốt cho em mã G67 nha chị. 120k G67. Ừ. Mà dâm một xíu chỗ này em bán 120G67. Một cái xếp trà anh chị, em lên một cái xếp trà như thế này, hoa như thế này nha anh chị. Một cái xếp trà hoa như thế này. Xếp này là đường kính là 15 nha anh chị, đường kính 15. Rất là đẹp nha anh chị. Rồi hoa nhí nha anh chị. Rồi cái xếp này em bán cho anh chị với giá là 140k. Cái xếp này siêu đẹp luôn nha anh chị. Hoa này là hoa nhí nha anh chị, hoa nhí vẽ tây nha anh chị, rất là đẹp. 140k. Anh chị chốt cho em mã G68. G68 nha chị, G68. Rồi em lên tiếp cái này anh chị, em lên cái này là em có hai set nha. Em có hai set. À xuống rồi. Đó, em có hai set như thế này nha chị, đó đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, cái này là hai set trà mà có sao là cái này anh chị, viền nó hơi phai một xíu nha chị, viền hơi phai một xíu, em nói là siêu đẹp bộ này, set này luôn. Này là đường kính là 9.5, đường kính là 9.5 nha chị, đường kính là 9.5. rồi cái này set này em bán cho anh chị là 100, hai set này anh chị, hai set này em bán cho anh chị 190k hai set này, 190k. Anh chị chốt em ạ. G69 nha chị, G69 190k. À, 190k rồi. 190k G69. Đẹp lắm nè chị, hai cái set này uống trà uống cà phê nó còn ok nha chị. Nó đẹp chưa? Rồi em lên cái bộ này chị. Bộ này dĩa này em có là 4 dĩa nha anh chị, và bộ này em có 6 nha anh chị, em có 6 chiếc như thế này. 6 chiếc nha anh chị. Narumi, dòng Narumi là một cái dòng men cao cấp nha anh chị, dòng men cao cấp. Narumi là một dòng men cao cấp. Cái này là đường kính này là 19 nha anh chị, 19.5. Cái này em có 2 4 6 chiếc rồi, 6 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 350. 340k bộ này đi anh chị, 340k bộ này. Đó, 6 chiếc nha anh chị, 6 chiếc 300. 2 4 6. Rồi 340k bộ này anh chị. À,
anh chị chốt em mã G70, viền là viền viền bạc nha chị, G70. Em lên một cái bình như thế này nha chị, bình một cái bình như thế này mà em báo trước nha chị nha. À, cái bình này là bình rạn nha chị, bình này là bình rạn đó, chứ bình này là chưa qua sử dụng nha chị, chưa qua sử dụng, chuyển ký thì đầy đủ nha, chưa qua sử dụng đó. Một nó có những anh chị nó có một cái đường như thế này, đường đó, nó một cái răng như thế này chị, răng như thế này, nhìn là anh chị nhìn, nếu mà anh nhìn chị nhìn phớt vào thì anh chị tưởng là này là bị nứt nha, chứ mà không phải, cái này là bị rạn nha chị. Cái này là bị rạn nha chị. Rồi cái bình này nè, bình này là miệng là 4 nha chị, và cao của này là 12.5, cao của này là 12.5 nha chị. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là một bình một ly này là 120k. Anh chị chốt em mã G71, 120k nha chị, G71. Rồi cái này dĩa anh chị, dĩa này em có 4 chiếc nha chị, em có chiếc như thế này nha chị. Này là đường kính là 17 và cao của này là 4.5 nha chị, cao của này 4.5. Rồi bộ đây là tô nha chị, là nhận như là tô trẹt và dĩa là dĩa sâu lồng nha chị, tô trẹt dĩa sữa sâu lồng. Rồi cái bộ này em bán cho chị là 200, bộ này là 270k bộ này. Anh chị chốt cho em mã G72, 270k nha chị, G72. 270k, G72 rất là đẹp luôn. Rồi cái này em có 5, em có cái này là em có 5 dĩa nha anh chị, 5 cái dĩa hoa nha anh chị, 5 cái dĩa hoa nè, nối qua nha anh chị ha. Dĩa này là đường kính này là 15.5 nha anh chị, 15.5. Chuyện là chuyện vuông nha chị, chuyện vuông như thế này nha, 15.5. Dĩa nha chị, một dĩa nó nhìn nó sờn sờn chứ mà không phải là dâm nha chị, nó sờn sờn theo cái men của nó nha chị, chứ không phải là dâm nha. Đó, cái này dĩa hoa, hai cái dĩa hoa nối nhau anh chị, hoa nổi như thế này nha, hai dĩa hoa nối nhau. Rồi cái này là dĩa này là đường kính là 15.5,
15.5 nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 200k, bộ này đẹp luôn 200k. Anh chị chốt cho em mã G73. 200k nha chị, G73. G73 200k. Rồi em lên bộ này, dĩa này chị, dĩa này em có 3 dĩa nha chị, em có 3 dĩa như thế này. Này đường kính là 17 nha chị, đường kính 17 truyện ký đầy đủ nha chị. Rồi cái này em có 3 chiếc. 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 120. 3 chiếc này là 120, anh chị chốt giùm em mã G74. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.